Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2023 được các bộ ngành và địa phương tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 36,9% so cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn trung ương quản lý hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 54,7%, vốn địa phương quản lý gần 24.000 tỷ đồng, tăng 33%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt gần 57.000 tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.